Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy đang có mặt ở vườn Chú Hữu tại Văn Giang, Hưng Yên. Một vườn cây có rất nhiều tác phẩm đẳng cấp quý vị ạ. Kính thưa quý vị, bà chú Hữu không chơi quá nhiều tác phẩm, nhưng tác phẩm nào, tác phẩm đấy của chú thì toàn là cái tác phẩm rất là quý. Bà Sa Đa Huy hôm nay đến thăm vườn chú và chia sẻ cho quý vị ngắm cái không gian vườn chú Hữu và ngắm những cái tác phẩm quý của vườn chú. Và hôm nay quý vị sẽ được ngắm những tác phẩm rất rất giá trị của vườn chú Hữu. Một không gian cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng ngay trước mắt quý vị. Tác phẩm nào của chú cũng làm rất là mịn màng, sạch sẽ quý vị ạ. Bà Sa Đa Huy đến phải bất ngờ bởi vì độ tinh mịn rất là cao. Và chú Hữu ngay trước mắt quý vị. Chú ơi, cháu chào chú nhá. Chào bác Sa Đa Huy nhá. Vâng, cháu chào chú. Hôm nay năm mới là chuẩn bị đến năm 2024, mình chúc tất cả mọi người yêu cây Việt Nam cùng tất cả anh em Việt Nam là mạnh khỏe và thành công trong lĩnh vực cây cảnh. Vâng ạ, cháu cũng chúc chú thật nhiều sức khỏe chú nhá. Rồi, và chúc chú thành công. Vâng ạ. Thưa quý vị, Bà Sa Đa Huy sẽ đi quay cho quý vị toàn bộ những cái tác phẩm ở vườn chú Hữu. Và tác phẩm ngay trước mắt quý vị thì quý vị yêu cây chắc hẳn đã biết, đó là tác phẩm Hạnh Phúc. Một trong những cái tác phẩm quý nhất vườn của chú Hữu. Tác phẩm một cây cổ có những đường nét đặc biệt riêng. Một cây hai thân, cây dáng phù thê. Và Bà Sa Đa Huy lại dõi cho quý vị xem cái độ già, cái nét thời gian phải nói là khủng khiếp. Chúng ta biết là tác phẩm có những cái nét quý như vậy rồi, nhưng chúng ta cứ mỗi lần ngắm chúng ta lại ngắm đi ngắm lại những cái nét đó, chúng ta cũng không chán. Những cái tác phẩm đã thành danh rồi, đã được khẳng định trong nền cây cảnh Việt Nam. Cái bóng dáng đẹp tứ diện của viện. Một cây cổ hoàn thiện với cái chiều cao thì cao khoảng 1,5 m từ mặt chậu lên. Và cây nào chú Hữu cũng vào những cái bể đá cổ. Một dàn cây quý vào hết trong bể đá cổ. Trước mắt quý vị là cây xanh quê. Cây xanh quê này vào hình chúng ta nhìn thấy cái thần cổ thụ rất là thể hiện rất rõ. Tức là một cây nhỏ mang hình dáng của một cái cây đại thụ. Và nhìn thế này thì nhiều quý vị chưa nhìn thực tế thì quý vị không hình dung là cây to như nào đâu quý vị ạ. Chắc hẳn là quý vị sẽ nhìn hình tượng một cây cũng khá là to. Nhưng cái thưa quý vị, cây này với cái chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng dưới 60 phân thôi. Hàng cốt chậu và cây có những cái nụ cơ địa rất quý quý vị nhỉ. Một đồ chơi rồi. Vì nhìn thấy mặt nào cũng thế. Cây mịn màng và không còn một cái vết tích gì nữa thưa quý vị ạ. Cây đã đạt yếu tố tinh mịn rất là cao. Và rất nhiều những cái điểm quý của tác phẩm. Những cái điểm trùn ra voi khủng khiếp. Và những cái nu cơ địa. Và quý vị biết là xanh quê mà như thế này thì quý vị biết là một cái dòng gen quý rồi. Bóng dáng thì khỏi phải nói rồi, đạt yếu tố tự nhiên rất cao. Và chúng ta đến gần để ngắm một cái tác phẩm si cổ. Chú đặt ngay cạnh cái cửa chính.
Chúng ta tiến lại gần để chúng ta cảm nhận cái độ dài. Nhìn đã không quý vị? Nhìn vào thân bệ mà chúng ta hình dung như một cái dòng suối đang chảy từ trên xuống ấy. Quý vị có thể nhìn tưởng tượng như vậy. Một cái dưới khổ bóng tàn rất tự nhiên và hoàn thiện rất lâu rồi. Cái giá trị thời gian và giá trị nghệ thuật trong từng tác phẩm của chú Hữu đang chơi thể hiện rất rõ, rất lớn. Và cây mộc hương bonsai. Đây là cây nhất chi mai quý vị nhé, chú mới mua để chuẩn bị chơi Tết. Kể cả cái cây hoa chú mới mua về chú chơi cũng vào chậu đá hết quý vị ạ. Người chơi rất là kỹ. Và đây một đồ VIP nữa quý vị ơi, một cây trực hoành. Chắc chắn là gần như là đến bonsai Đa Huy cũng hết sạch cái mỹ từ để tả rồi. Bởi vì cái đồ chơi như thế này, đó là cái niềm ao ước của nhiều anh em đang chơi cây hiện giờ. Một cây trực hoành sai tầm trung, rất giá trị của chú. Mà còn nhiều tác phẩm đẳng cấp nữa quý vị ạ. Và phía trước quý vị là tác phẩm điểm tựa. Quý vị chiêm ngưỡng tác phẩm này thì từ Hưng Yên vừa rồi đến bây giờ bonsai Đa Huy ngắm thực tế. Bonsai Đa Huy cảm nhận cây to hơn rất nhiều. Quý vị ơi, đây là một cái cây có tên là điểm tựa. Mà chúng ta nhìn thấy một cây dáng phụ tử. Thì người cha, người mẹ cũng là cái điểm tựa cho con cái vươn lên và hướng tới thành công trong cuộc sống. Thì một cái tên rất là ngắn thôi, có hai từ thôi. Nhưng mà đem cái hàm ý nghĩa sâu xa rất là lớn. Và ngoài ý nghĩa sâu xa cái yếu tố nhân văn ra thì tác phẩm đẹp thế nào trong mắt quý vị thì chắc quý vị cũng cảm nhận được. Về độ già, độ tinh mịn thì chúng ta miễn bàn rồi. Và cây bệ đẹp thế nào, hàng cốt chậu ấn tượng thế nào ngay trước mắt quý vị, mặt trước hay mặt sau đều cho ta trong cái sắc thái nghệ thuật khác nhau. Cái mặt sau để bao sao đâu nhìn thấy cây rất có chiều sâu. Hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng những tác phẩm đẳng cấp và được tham quan một cái nhà vườn đẳng cấp. Chúng ta lại đến với một cây xanh cổ nữa, một cây tam đa. Chúng ta chiêm ngưỡng một cây tam đa giá trị của chú Hữu. Để sở hữu một tác phẩm này để chơi cũng là mơ ước rồi. Nhưng chú đã có nhiều những tác phẩm như thế này. Và góc máy này quý vị nhìn thấy đã không?
những cái điểm méo, những cái điểm đu, thể hiện cái thời gian 5 tháng. Và cái góc bay đây này đẹp quá. Và tác phẩm này vào cái bể đá này cũng rất là hợp quý vị ạ. Bể quả trứng rất hợp với cái phòng cây. Với cái chiều cao thì cao khoảng 1 mét. Một cây tam đa ấn tượng thế này. Sao Đức Huy để ý tác phẩm nào của chú cũng có một cách thiết kế rất là khoa học. Những tác phẩm được phô diễn những cái đường thân, lộ căn, lộ cốt mà nhìn ở mặt trước, mặt sau đều thể hiện được cái điều đó. Cái đó là cái bố cục khoa học và hợp lý trong từng tác phẩm. Quý vị nhìn thấy mặt trời được mở ra, đường thân được phô diễn, mà chúng ta nhìn chúng ta thấy hút hồn chứ không có cảm giác bị tức mắt. Và chúng ta đến với một cái tác phẩm đẳng cấp nữa, một cây tam đa nữa, nhưng mỗi một cây tam đa có cái cách thiết kế khác với rất nhiều cây tam đa. Và độ già, độ nét chùn da voi và những cái u biếu, quý vị có thấy ấn tượng không? Mãn nhãn quý vị ạ. Hôm nay Bà Sa Đức Huy cùng với quý vị được uống một cái liều thuốc tinh thần cực kỳ giá trị và bổ ích. Những cái tác phẩm này thì chúng ta không cần nói cũng biết là mọi người cũng hiểu được là độ chất thế nào và cây đẹp thế nào. Và những đồ quý thế này thì là phải là người có duyên và quyết đoán. À, chú Hữu thì là người như vậy, rất quyết đoán, mua những tác phẩm như này. Và bây giờ thì gần như ai cũng cảm nhận được rồi. Và khi cảm nhận được rồi thì chúng ta tìm cũng không có nhiều những cây như này trên trong nền cây cảnh Việt Nam. Và có bây giờ thì chắc chắn người sở hữu người ta cũng rất yêu cây và cũng không lỡ muốn bán những cái đồ quý này. Vì cây quý sở hữu chưa bao giờ là dễ cả quý vị ạ. Nếu chúng ta sở hữu những cây quý mà dễ thì chúng ta phải xem lại cái tác phẩm của chúng ta. Đồ quý, đồ giá trị chưa bao giờ là sẵn, chưa bao giờ là nhiều mà chưa bao giờ là dễ dàng. Cái đó là cái thực tế. Lại một cây quý nữa trong vườn nữa. Và chúng ta để ý những cái bể đá khi vào cây. Và những bể đá hợp với cây thì chúng ta nhìn thấy tôn cho cây như thế nào. Mà trông rất là sang trọng.
chúng ta cứ hình dung như chúng ta đang mặc một cái khoác lên cái bộ áo com lê thì gần như là khác hẳn cái bể đá này cũng vậy, sang trọng quý phái. Và quan trọng khi hợp với cây thì tôn cho cái tác phẩm của mình thế nào. Về cái chậu hay cái bể, yếu tố hợp với cây là yếu tố rất là quan trọng. Đẹp nhưng lại phải hợp. Chúng ta đang chiêm ngưỡng một tác phẩm si. Đây là mặt sau của tác phẩm. Và còn một số những cái phôi chú đang những cây đang gần mà hoàn thiện. Một số ít những cái phôi. Nhưng phải phôi như nào thì chú mới chơi. Và chúng ta đến với một cái phôi này. Một cái phôi rất dị quý vị nhé. Phôi có cái đường thân, đường tay, độ khó rất cao. Quý vị nhìn thấy chỉ đọc cái tay này thôi, chúng ta đã thấy ấn tượng cái độ khó rồi. Mà chúng ta lại sang bên này, cái tay này nữa, chúng ta lại thấy một cái nét khó khác nữa. Và cái đường cổ cây đặc biệt rồi quý vị ạ. Và chúng ta nhìn thấy cái nét tay sang bên trái của quý vị kìa. Những cái khúc cua tay áo, những cái điểm gập rất là khó. Và chúng ta rất cần những cái tác phẩm như vậy. Có những cái nét khó, cái nét riêng. Những cái nét mà người khác bắt chước còn khó. Chúng ta rất cần những cái điều đó. Dạ. À dạ vâng. Đây chú có chia sẻ là chú rắc cái lân này để cho rêu đen nó chết. Vâng ạ. Mình nhìn thấy một cây bonsai. Rất nghệ thuật của chú. Cây vừa mới vào bể đá nhé quý vị nhé. Đều thôi, chặt rồi. Chúng ta chiêm ngưỡng và chúng ta học tập chú về cái cách chọn đồ, về cái cách chơi cây, chọn cây. Người chơi lão luyện chơi cây, chọn cây thế nào, đồ chơi thế nào. Quý vị lại đến với một tác phẩm nữa. Và chúng ta chiêm ngưỡng một đường nét của cây hai thân nữa. Cái này thì hai thân chính và chú đang xây dựng một cái tử nữa. Cái đường thân có nhiều điểm riêng. Và cái điểm riêng đó thì quý vị ok đã cảm nhận được rồi. Và cái độ chất quý vị nhé. Quý vị để ý cái độ chất và độ xịn sò trong từng tác phẩm của chú. Với cái chiều cao chỉ 1 mét. 1 mét có dư một chút được quý vị ạ. Của cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị. Và những cây tầm trung. Và phía trước quý vị
làm cái đường nét của cái cây lưỡng long. Một cái cây xanh cổ. Kính thưa quý vị, một vườn cây của chú Hữu không có quá nhiều tác phẩm, chỉ khoảng đâu đó trên dưới 20 tác phẩm. Nhưng phần nào quý vị yêu cây cả nước đã cảm nhận được rồi. Và đẳng cấp thế nào, đồ quý, đồ VIP thế nào, thì mà sao quý vị không nói, quý vị cũng biết rồi. Và những cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị cũng trả lời cho cái câu hỏi đó. Và Sa Đô Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Những thước phim chia sẻ tại vườn chú Hữu tại Văn Giang, Hưng Yên, một sân chơi với rất rất nhiều những cây quý. Và Sa Đô Huy đến đây xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.